Bé ơi, bà gửi đôi lời, biết tu đừng chấp chuyện đời làm chi. Đường Phật Pháp du di mọi kiểu à, ráng làm sao tiêu biểu đạo màu mình tu. Chẳng có tham cầu vì nhân vì nước, sao hết sầu là mình an. Dù ai nói ngựa nói ngang à, lòng ta cũng vững một đàn con ơi. Cảnh đời như thể chợ voi à, biết tu đi đứng nằm ngồi ăn vui. Bao nhiêu cảnh có ngâm ngồi, lòng ta cũng quyết rèn chuối tu hiền. Người tu phải đôi cạnh não phiền, để thấy tâm an lạc, thấy duyên đạo màu. Chúc con vẹn chữ sau câu, Di Đà lục tự là bước đầu tâm tu. Việc đời thì lâm cảnh lu bu, nên thầy tổ dạy mình tu phải an nhàn không mê. Vâng, lời đầu tiên Tiến Dũng Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Và buổi sáng ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại nơi am thiền của cô Năm Thảo ở tại núi Cấm để đi cùng với cô Năm đến nơi hai cái nền đất mà Tiến Dũng đã kêu bán để lấy số tiền đó và phát quà Tết cho bà con đồng bào và bà con những hộ khó khăn ở hai huyện Tịnh Biên và Chi Tôn. Sĩ Huynh có thể xích vào chút xíu đi để nắng Sĩ Huynh ha. Thì hôm nay Tiến Dũng đang cầm ở trên tay là cũng sổ đỏ của hai cái nền đất đó. Hôm dài thì bà con mình thấy Tiến Dũng thường hay nhắc nhở trong những cái video và vận động bà con mình để mà cùng với Tiến Dũng để phát khoảng 3.000 phần quà. Có nghĩa là Tiến Dũng bán cái đất này thì mua được là 30 tấn gạo, thì sẽ kết hợp với bà con Mạnh Thường Quân để mua nhu yếu phẩm mì, đường, nước tương, bột ngọt, dầu ăn hay là bánh mứt gì đó, thì để cùng nhau phát là 3.000 phần quà. Nhưng mà hôm dài thì cũng có một số anh chị cũng có điện thoại hỏi thăm, hỏi giá thì Tiến Dũng cũng báo lại nhưng mà chưa có bán được. Và đồng thời cái ý tưởng của Tiến Dũng năm nay là cũng do thấy bé Tường Lam nói với anh Phú là phát gạo, thì sau đó được bà con là ở khắp nơi đã ủng hộ cái tinh thần của bé Tường Lam và anh Phú Độc Lạ Bình Dương. Cho nên hôm dài thì Tiến Dũng thấy phát quà cho bà con mình cũng nhiều, cho nên thì Tiến Dũng cũng muốn phát cái tâm là hai miếng đất này là do cái vốn liếng mà vợ chồng Tiến Dũng đã tích lũy làm nghề là xuyên suốt mấy năm trời để dành dụm, thì cũng kinh doanh nhỏ, cũng mua những miếng đất nhỏ nhỏ để mà bán qua bán lại, rồi là cũng kiếm chút đỉnh lời. Thì sau đó thì hôm nay Tiến Dũng thấy bà con mình trong cái dịp Tết này là thứ nhất là công nhân thất nghiệp về quê sớm, thứ hai đó là bà con mùa màng thất bát, rồi làm ăn kinh tế khó khăn. Rồi ở các địa phương hiện giờ thì như mọi năm Tiến Dũng và cô Năm với Thanh Hòa là luôn đồng hành cùng với các mạnh thường quân phát quà Tết cho bà con là đồng bào miền núi, nó cũng đã quen rồi mấy năm nay rồi. Thành ra ở các địa phương cũng hay điện thoại cho Tiến Dũng để mà nhờ xin. Mà Tiến Dũng thấy thì năm nay bà con mình ủng hộ thì nó cũng hơi yếu, cho nên là Tiến Dũng muốn phát cái tâm lành đó để mà cùng với các mạnh thường quân sẽ hỗ trợ là phát quà Tết. Hôm dài thì bà con mình thấy Tiến Dũng phát tâm để mà phát quà Tết thì bà con cũng ủng hộ là như danh sách vừa qua Tiến Dũng cộng là được là cũng 200 mấy chục triệu đó.
thì mua tương đương cũng khoảng được là 13 tấn gạo rồi. Nó cũng có một sư thầy ở Long An cũng mới phát tâm với Tấn Dũng đây, là thông báo với Tấn Dũng biết là cho một tấn nữa đó, là cả như là được 14 tấn. Rồi gia đình của một cô ở bên Mỹ cũng là phát tâm thêm một tấn nữa là cả như được 15 tấn rồi đó, 15 tấn gạo. Thì còn thiếu về nhu yếu phẩm và mì và bánh mứt rồi nước tương bột ngọt chiều ăn gì đó để mình cộng vô, để mình làm cái công việc này để giúp cho bà con khó khăn. Thì hôm nay Tấn Dũng sẽ đến đây để gặp lại là cô Năm Thảo, để đi cùng với Tấn Dũng đến nơi hai cái miếng đất để quay kỹ cho bà con mình. Và đồng thời nếu bà con mình hữu duyên thì Tấn Dũng sẽ sang nhượng cái đây là cái sổ đất này. Thì trên cái miếng đất này là nó có luôn cái căn nhà. Cái căn nhà đó là trước đây thì Tấn Dũng cũng đã bán lại cho là cô một cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì cô cũng không có ở đó mà cô cũng đóng cửa, lâu lâu cô về để mà an dưỡng rồi 1-2 tháng này hoặc là gì đó. Nhưng mà gần đây thì cô thấy Tấn Dũng bán đất này thì cô cũng muốn bán luôn cái căn nhà đó, tại vì nó nằm chung với cái sổ này. Cái sổ này thì Tấn Dũng đứng tên, tại vì lúc trước thì là cô mua chỉ có một nền và cái nhà là cấp 4 đó, thì Tấn Dũng chỉ làm cái giấy tay cho cô. Cho nên hôm nay thì Tấn Dũng muốn chia sẻ cho bà con mình đi cùng với cô Năm và Tấn Dũng đến để gặp kỹ hơn về cái miếng đất này. Nếu như quý cô chú anh chị nào có hữu duyên thì sẽ sang nhượng lại, thì Tấn Dũng sẽ cùng với bà con đi phát quà Tết năm nay. Bây giờ chúng ta vào bên trong để gặp lại là cô Năm Thảo nha. Dạ rồi, dạ chào cô Năm. Dạ sáng ngồi uống trời cho con gắn cái mic nha. Đâu mà cầm giấy cầm tờ dữ vậy? Dạ bữa nay cầm cái sổ lên nhưng mà nhờ cô Năm coi có quen biết với ai hay là sao đó để mà con đồng hành năm nay đừng phát quà Tết cho bà con. Hôm gài cũng có bình luận nói có miếng đất mà sao clip nào cũng nói hoài mà không thấy bán được. Thành ra bữa nay gặp cô Năm biết đâu là nó hên hơn sao. Bán sớm được mà phát quà Tết cho bà con á. Cộng phước thêm vô. Dạ, cộng phước thêm vô với hôm gài thấy là bé Thường Lam vận động bà con ở ngoài đó người ta phát quà phát gạo quá xá rồi. Cho nên là hôm nay đến đây gặp cô Năm nhờ cô Năm có thể là đi cùng với con đến cái nơi miếng đất đó. Giống như là cũng nhờ cái phước của Năm cộng vô thêm để giới thiệu cho biết đâu là bà con người ta hữu duyên người ta trở về núi người ta tu. Dạ. Cái mua đất trước mắt là mua được cái chỗ tu hành thì cộng theo đó cũng được cái phước báo để tạo điều kiện cho con giúp bà con trong cái mùa Tết này. Dạ. Thì nếu bà con nào hiểu mà làm được điều này thì rất là tốt. Dạ. Bây giờ mua được miếng đất này cho con thì quá quý luôn, để rồi mình giúp đỡ thêm cho đời chứ không phải bán để mình làm danh lợi gì. Dạ. Mà để chia sẻ những cái mảnh đời còn khó khăn thì được phần ấm áp mà có cơm ăn có mì đến thì để dùng trong 3 ngày Tết cũng vui vẻ ấm no được những ngày Tết cũng tốt. Dạ. Thì đây là cái thật sự mà nói với Năm á là cũng không phải là đại gia đại gì giàu có gì mà bán đất đây mà làm đâu, tại vì là con cũng thấy thời buổi bây giờ bà con người ta đang khổ khó thì mình cũng không có đến nỗi là nghèo khổ, mình cũng dư được chút đỉnh, thành ra mình muốn san sẻ thì cũng bàn với vợ con rồi thì đâu đó thì cũng ổn định là đây là những cái số vốn mà trước kia là hai chồng con là cũng tích làm tích vốn làm tóc tai áo cưới rồi là mấy năm trời mới được là mua miếng này đắp qua miếng kia rồi bán qua bán lại là được chút đỉnh đó, rồi thành ra bây giờ thôi nói vợ con thôi soi nảy nở ra xả đi, tại vì thầy nói là tích đức trời ta chốn hẹn hò chứ thầy đâu kêu mình tích tiền. Tích tiền đâu gặp được thầy, phải tích đức tích phước đó, rồi phước đức quý hơn bạc vàng, thầy nói những cái câu mà làm cho con phải suy nghĩ. Cho nên là con thấy là thầy ngộ ra được những cái lời của thầy thì con nên làm. Dạ, thành ra bây giờ con kính mời cô Năm có thể đến nơi miếng đất với con để mà quay cho bà con mình xem kỹ cái nơi đó. Mà làm gì chứ, làm thiện là cô Năm là coi như quan hô. Dạ. Ok liền à. Thì vừa qua thì cô Năm đã có ứng khổng một bài thơ để tặng cho bé Tường Lam đó, thì bà con người ta bình luận trong quá xá khen à. Quá xá là thích cái giọng của cô Năm ngâm thơ. Rồi là có những cái lời là chân thật, có những cái lời là
gửi đến gia đình bé Thiền Lam. Tu chắc là mình thật mà con. Dạ. Cũng không có, mình thấy những cái gì mà tốt nên làm, trợ cho người ta tu tập được thì cái điều đó mình nên là ủng hộ, là nên giúp đỡ để cái đường tu tập nó càng ngày cho bé nó càng vững chắc hơn. Thì cái chuyện đó mình nên làm. Bởi vì thấy nó nhỏ tuổi mà nó đâu có kêu ai làm cái gì tầm bậy đâu. Nó toàn là nói trong cái pháp đạo không à. Cái cho người ta được tiến triển trên cái bước đường tu tập thì đó, điều đó là cái phước duyên cũng quá hay. Mà cũng thấy được bà con yêu thích nó, lại mình càng mừng. Lại yêu thích nó là yêu thích đạo. Thì do vậy mà mình cũng phải là coi như là cũng phải chúc phúc cho nó, và cũng muốn trợ duyên cho nó có mà cái sức mạnh đó, mạnh dạng hơn, tu tập nó mau thành công hơn. Chứ không có gì. Chứ cùng năm đâu biết nó là ai đâu. Chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà mình thấy cái lý và cái chơn của cháu rất là hay, cho nên đó mình thấy giỏi thì mình cứ học. Giỏi mà giỏi đây là giỏi nó có đạo đức. Giỏi nó có cái lý, nó có cái nghĩa thì mình ủng hộ. Chứ mình đâu biết nó lần nào đâu con, chưa nói chuyện cũng với như cháu vừa lần qua nào là hết. Có coi mấy cái clip thì thôi. Bà Bảy ở Phú Quốc đó, là bà cũng là ước mong là gặp được bé Thiền Lam để mà trở về Phú Quốc gần tháng Giêng này. Nếu mà gia đình bé Thiền Lam mà sắp xếp mà đi được thì con cho năm hay đi chung luôn ha. Đi gần tháng Giêng hả? Gần tháng Giêng. Chánh chánh ngày gầm chứ đây gầm đã đủ thứ chuyện. Chánh chánh ngày gầm thì đi được. Chánh ngày gầm ha. Đi trước ngày gầm đi sao ha. Còn ngày gầm ở đây nhiều việc lắm. Thôi giờ trước khi đi lại mới đất đó thì hôm năm tặng cho bà con mình giống như là tặng cho gia đình bé Thiền Lam đi bài thơ đó. Năm cũng muốn chia sẻ với bà con trên cộng đồng mạng mình. Bởi vì cái mùa Tết cũng sắp đến rồi. Bà con ai cũng mong mỏi một cái ngày Tết yên vui, một cái ngày Tết sum họp, cái ngày Tết đoàn tụ của mỗi gia đình. Thì bây giờ cái sự mong muốn và cái sự mong cầu của năm thì cũng cầu xin với chư Phật mười phương, cầu xin với Đức Quan Âm Bồ Tát, là cầu mong sao cho tất cả bà con mình trên cộng đồng mạng, nước trong và nước ngoài, luôn luôn hưởng một mùa xuân thịnh vượng, an vui, hạnh phúc. Và không quên con đường tu tập để được tiến hóa trên cái bước đường bình an, hạ cánh an toàn của mọi người. Điều hướng về là con đường của Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp, con đường của Phật Pháp là cái đường an vui. Mà cái đường đời đam mê thì đau khổ. Cho nên muốn tất cả đều an vui thì phải hướng về con đường Phật Pháp. Mong rằng tất cả bà con nước trong và nước ngoài, tất cả các vị là có xem cộng đồng mạng, hãy luôn luôn niệm Phật để được bình an, hãy luôn luôn cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để thoát cảnh khổ nạn. Thì Năm Thảo cũng mong rằng các vị niệm Phật không có tốn tiền, mà cầu mẹ cũng không có mất sức, mà được lợi lạc rất là nhiều. Mong quý vị hãy hướng về hai điều làm. Điều thứ nhất là niệm Phật, điều thứ nhì là cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để cứu khổ, cứu nạn, cứu tai, cứu nàng cho chúng ta, để thoát cảnh tai nạn và đau khổ sẽ được bình an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời công cầu tha thiết mẹ thầy, độ cho tất cả ai đây tìm về, xem đường đạo đức Bồ Đề, hướng về kinh đạo cận kề thấy xem. Nhịp cầu đạo đức không lem, duyên xe kết chặt để xem đạo màu hôm nay. Năm Thảo nguyện cầu, cầu cho tất cả đâu đâu cùng an bình,
mỗi nhà ăn tết được quà xinh, ăn vui hạnh phúc nhà nhà biết tu để dẹp cảnh cần cù lao khổ, biết đường tu mọi chỗ an nhàn cầu cho tất cả Nam Bang hướng về đạo đức để mở mang đường lành, ai ai cũng biết tu hành làm lành lánh giữ phước lành Phật ban, cầu tất cả bình an giàu có những điều chi có khó cùng qua, an vui hạnh phúc nhà nhà xuân sang tết đến hảo hòa duyên mai, chúc tất cả gái trai phải tìm hiểu bước dẫn hành biết kiểu lo tu dẹp hết cây mê mù, tìm đường đạo đức lo tu thanh nhàn. Dạ, Nam Mô Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là cô Năm tặng cho bà con chung. Bây giờ cô Năm có thể hôm nay tặng riêng cho bé Tiềm Lan thêm một bài thơ nữa, cô Năm để là bé Tiềm Lan hy vọng là trở về vùng núi của mình để phát quà, hay hoặc là đi chung với cái chuyến phát quà Phú Quốc của Năm. Dạ. Bé ơi, bà gửi đôi lời, biết tu đừng chấp chuyện đời làm chi, đường Phật Pháp du di mọi kiểu ráng làm sao tiêu biểu đạo màu, mình tu chẳng có tham cầu vì nhân vì nước, sao hết sầu là mình an, dù ai nói ngựa nói ngang lòng ta cũng vững một đàn con ơi, cảnh đời như thể chợ voi biết tu đi đứng nằm ngồi ăn vui, bao nhiêu cảnh có ngâm ngồi lòng ta cũng quyết rèn chuối tu hiền, người tu phải đôi cạnh não phiền để thấy tâm an lạc thấy duyên đạo màu, chúc con vẹn chữ sau câu Di Đà lục tự là bước đầu tâm tu, việc đời thì lâm cảnh lu bu nên thầy tổ dạy mình tu phải an nhàn, không mê không chấp không mang, bỏ buông buông bỏ cảnh phụ phàng tâm mê, để noi gương giống hạnh Bồ Đề, để hướng về Phật Pháp, nẻo về Tây Phương. Chúc con hai chữ kiết tường, thanh lam tường ly, con đường Phật môn, dù cho sông gió bão cuồng, người tu thì buông bỏ sự buồn, không mê vui
dù đời có lắm ngược xuôi, con ơi phải đem pháp từ bi mở đường, đó là hạnh đức vô thường. Không mê không chấp mà bỏ buông tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Cảm ơn cô Năm đã ứng khẩu những lời tâm pháp từ tặng đáy lòng của cô Năm muốn gửi đến gia đình bé Thường Lam. Có nghĩa là cái sự đời thì nó có nhiều cái thuận nghịch, mình không nên chấp cái nào ha. Đúng bất rồi. Cứ việc gì nó cũng đều có cái thuận cái nghịch và cái gọi là người thương kẻ ghét, cho nên là cũng mong gia đình của bé là với con niệm Phật để mà cho nó để tiến hóa tiến cho nó tịnh tâm và đồng thời là cũng không nên chấp ha năm ha. Dạ, thì có cũng... cảnh gì mới thấy được tâm mình. Dạ. Tại vì á là Phật ổng không có buồn mà ổng cũng không có vui, vô dạ. sắc vô tướng rồi đó. Là coi như cái gì cũng không thì mình cũng vui cũng vậy, buồn cũng vậy đi, là mình để mình tập cho tu để mình trở lại với cái Như Lai hoàn nguyên bổn tánh của mình đó. Dạ. Như Lai tánh đó. Đó nó cũng là nhiều cái thử thách để mình dạ. tiến hóa. Thì gia đạo gia đình á, mình làm cha làm mẹ, bậc làm cha mẹ phải động viên và để trợ lực cho cháu để cháu tiến hóa, giải đo cho nó được được thanh thản nhẹ nhàng, mà luôn luôn cái chân tu là vững chắc. Dạ. Yeah. Mình phải tiếp ứng với cháu, mình phải trợ duyên với nó. Dạ. Yeah. Ông Phật ông cũng đem pháp để mà ông dạy dỗ cũng trợ duyên cho chúng sanh tu. Thì bây giờ mình cũng học ổng thì mình cũng đem lý để mình trợ duyên cho bé, bởi vì bé quá nhỏ để mình tiếp ứng với cái lực cho cháu tu tập. Dạ. Hồi nãy giờ con thấy bà con đến đây nhận cơm lai gai, người 5 hộp, 10 hộp cũng đều đều, coi như là mỗi ngày ở đây ngày nào cũng mấy trăm hết trơn. Mỗi ngày cũng mấy trăm phần cơm là mấy để nấu ở trong này, các huynh đệ đang nấu trong tháng năm ha. Ừ. Dạ. Bên đó là bên đây là cơm nấu chín rồi, đây là rau củ sắc gọt rồi rửa xào chín rồi đem bên trên. Vâng, và đây là con đường chính của tỉnh lộ chúng ta đi đến nơi khu du lịch Núi Cấm. Cặp bên khu du lịch thì có nơi chùa Bửu Sơn. Đó, thì chúng ta sẽ chạy thẳng vào bên trong cổng bán vé của Long Viên quý vị. Tại vì hai miếng đất này là nó nằm ở trong khu du lịch. Khu du lịch của Núi Cấm nha. Và nằm ở dưới chân núi. Nằm ở chân núi, ở đất liền như này chứ không có lên núi. Đây là khu du lịch Núi Cấm nè. Từ cái cổng bán vé này chúng ta chạy thẳng vào bên trong miếng đất đó thì tầm khoảng là 500m. 500m thì sẽ tới nơi miếng đất. Bà con mình lưu ý là chúng ta phải vô trong cổng nha, vô tuốt trong cổng trong này. Từ cổng phòng bán vé nè. Nãy chúng ta chạy thẳng vào bên trong khoảng 500m nữa. Rồi, chúng ta đã gần tới nơi ngay nơi quán cơm Kiều Minh. Đấy. Ngay quán cơm Kiều Minh thì chúng ta sẽ có một con đường xe du lịch chạy thẳng vô được luôn đó Quỳnh. Quỳnh chạy thẳng vô đó được luôn á. Đó, chúng ta thấy quán cơm Kiều Minh nha. À, có một con đường bên phía tay trái nè. Là xe du lịch chúng ta chạy thẳng vào bên trong được luôn. Đó, đây là một con đường đi chung của các sư thầy sư cô ở trong trong khu vực trong này. Thì nguyên một dãy này là bà con mình thấy các sư thầy sư cô, các cốc các am là tu ở đây nguyên một dãy luôn. Đó, nó chạy thẳng vào bên trong luôn, sát vô trong luôn Quỳnh. Đó, chúng ta thấy là con đường rất là lớn nha, rộng là thoáng mát. Bên đây là có một cái vườn xoài. Đó, cây nào cây nấy rất là to. Chắc có thể là vài chục năm hết. Rồi chúng ta sẽ đậu xuống là sẽ bước xuống nơi miếng đất liền. Trên miếng đất có luôn cái căn nhà luôn. Đó, có luôn căn nhà luôn, là hiện giờ là cô Phương cũng đang kêu bán luôn các bà con.
Rồi giờ đây Tấn Dũng và cô Năm đã đến nơi miếng đất mà Tấn Dũng đang kêu bán. Thì phía bên đây là chúng ta thấy là để các bạn là đường lên núi Cấm nè. Ở đây là có một con đường đi bộ. Đó. Thì con đường đi bộ này, cái con đường này là nó cũng nằm trong cái sổ đất của mình luôn, nhưng mà mình đã giống như là chừa đường lộ này để chừa đi chung á. Đường đi. Chừa đường đi để đường đi chung. Lớn dạ là cũng có 2 mét mấy á. Đâu cái đường này chắc cỡ 3 mét, đường này là xe hơi đi được mà. Đây. Thì đây là cái miếng đất là đầu tiên nè. Miếng đất đầu tiên này là một cái nền này là ngang 7 mét. Còn cái nền cặp bên đó là 5 mét. Mà cái nền này á Năm là đã được đổ đà coi như là cuốn nền sẵn hết rồi. Nền cuốn sẵn rồi, dạ, cái cuốn này sẵn rồi. Cắt là dễ quá luôn. Đó. Cái nền này là đã đổ đà cuốn nền sẵn hết. Đó. Nè. Là đã làm cao lên luôn nè. Là 15 mét. Vậy là sao đó? Là miếng đất này lúc trước là của thầy Hiếu đó Năm. Thầy Hiếu là con mua miếng đất này là 400 triệu nè. Đó, miếng kế bên là cỡ miếng kế bên là 5 mét, dài 7 mét. Là chưa cuốn nền gì hết, là chỉ ban đất thôi. Là cái nền đó cũng gần 200 rồi. Tại vì sang tên luôn. Sang tên luôn với ra cái nền đó luôn. Là cả như là tổng cộng là mua cái này là cũng 600. Đó. Ở đây là đã có hầm cầu đồ sẵn luôn. Đúc hầm cầu đồ sẵn luôn hết rồi. Đó. Này chuối nữa. Đó. Ngã ngang. Đó, rộng rãi rất là thoải mái nè. À, là bên phía sau này là đã xây hầm cầu rồi sẵn luôn đó Huynh. Đó. Cao nền này nha. Rộng rãi quá, 7 mét quá, ngon luôn. Còn cái nền bên đây là 5 mét nè, là với một cái đất phẳng như thế này, chưa có cuốn nền. Đó, bên đây là 5 mét. Cũng chiều dài cũng 27 mét giống nhau luôn. Thì trong cái sổ này là tổng cộng là 510 mét mấy lận. Nhưng mà cái nhà này thì của cô Phương, cái nhà bên đây chú Huynh, đó Huynh quay nhà đó. Cái nhà đó thì lúc trước Tấn Dũng cũng bán cho cô Phương. Rồi bây giờ là cô Phương cũng đang nếu mà có ai mua thì cô Phương bán luôn. Bán luôn rồi á. Nhà bán kỳ đó bán nhiêu quên rồi. Con bán hồi đó 400. Ừ. 400 nhưng mà bây giờ cô Phương cô cũng đang kêu bán đó. Cô cũng bán lại 400 hả? Dạ, cổ kêu bán lại là 430. Thì nếu mà có ai muốn mua chung vô cái vừa hai cái nền này với cái nền nhà của cô Phương luôn thì cô Phương cũng bán chung với con luôn. Đó. Nhưng mà cô Phương bán là cô để làm công việc khác chứ không phải bán phát quà nghe. Dạ. Cô bán thì cô rút về. Chúng tắm số lấy hết trơn. Rút về Sài Gòn. Đó, mình là tiếp tay với Tấn Dũng làm từ thiện. Mình mua hai này mình cắt bên đây. Bên đây mình để mình làm cái săn vườn hay hoặc là kia mình trồng cây đổ năm. Ha. Bên đây là mình cắt nhà. Ở đây mình cắt cái nhà mát thôi. Để ăn uống hay gì đó. Dạ. Nghỉ ngơi cho khách khứa đồ đồng đạo rồi tới làm nhà võng, nhà mát. Dạ. Cắt nhà ở đây làm chánh điện tu. Nơi đây là ở dưới chân của núi Cấm nghe bà con, dưới chân núi. Nó rất là tiện lợi cho cái việc ăn dưỡng. Về đây là phải nói là rất là tuyệt vời rồi ha. Tu tập đồ về đây là ngon lành luôn. Dạ. Con xuống trước đi má Vịnh con. Ở bên đây là cái nền này. Rồi xong mà cái nền bên đây là Năm. Toàn là cây lá lốt quá nhiều luôn à. Là bữa hổm là mình đã dẹt hết một tớp rồi đó mà bây giờ cũng lên nữa. Giờ lá lốt không lá kìa. Lốt không à. Quá trời nhiều lá lốt rồi. Coi nào một ăn lá lốt chạy đây nha. Để làm bệnh đồ đó người ta nấu với muối giấm đồ đó, bóp chân đồ đó, đắp chân đồ đó. Mấy bà con người ta bán bánh xèo ở ngoài đường đó là ta hay vô đây ta hái nè. Miễn phí. Nguyên một vườn lá lốt luôn. Quá trình lá lốt luôn. À. Bữa hổm là chặt làm cỏ sạch sẽ hết một lại một tớp rồi. Bây giờ mọc giờ điều kiện ở đây là quý vị đó. Đây là đây là cái trụ đá nè, trụ đá nền đây nè. Làm cái đường này xe hơi chạy vô nhà được luôn. Đúng rồi, xe hơi chạy tới nơi. Tại dưới đây là mình có cái đường là mình ghe vô ra được nè. Là nếu mà mình làm là bằng phẳng là thì xe hơi chạy vô tới đây luôn. Vô tới đây luôn. Rồi chứ thì quay đầu ra cũng dễ luôn, không có khó. Dạ. Cục đá ha. Bây giờ chừa cái đường này lớn nè, cũng tiện. Dạ. Cái đường này chừa cũng gần 3 mét á. Xe hơi đi thoải mái. Dạ. Chỗ này mát mẻ. Đó, nãy giờ thì bà con mình đã xem qua nơi
hai cái nền đất trong một cái sổ với một cái nhà của cô Phương. Thì bây giờ cô Phương mình chỉ nói sơ thôi, chủ yếu là hai cái nền đất của mình bán để mà mình phát gạo đó. Thì nếu bà con mình mua hai cái nền này thì Tiến Dũng sẽ sang tên cho vị đó để mà đứng chủ sở hữu, và đồng thời là nếu như mà muốn mua luôn cái nhà của cô Phương thì cô Phương sẵn sàng bán luôn. Tại cô Phương nói con có ai mua bán giùm cô luôn. Đó, thì cô Phương cũng đang có ý định là bán luôn cái nhà này luôn. Đó, chiều nếu mà cái nhà đó là diện tích của cái nhà là chỉ có 15 mét thôi, từ trước ra sau, còn cái sân ngoài trước là có để chừa để trồng bông cảnh này kia. Rồi phía sau đó là có một cái nhà vệ sinh toilet riêng. Đó, rồi dư một khoảng đất trống để cô trồng mấy cây trái cây đồ ngoài sau nữa. Thì cái nền đó là chiều ngang của cổ là 6 mét, dài cũng 27 mét luôn. 6 mét, 27 mét. Còn cái nền đã ba nền bằng nhau. Đổ đà thì 27 mét. Nền bên đây thì 5 mét. Là cái như tổng diện tích nó là 18 mét chiều ngang. Nếu mà ba nền đó nha. Còn của con thì chỉ có hai nền thôi là 12 mét. Đó, cho nên bà con nào có nhân duyên thì Tiến Dũng sẽ sang nhượng lại để dùng hết cái số tiền đó sẽ mua quà, mua gạo để phát cho bà con trong cái dịp đó là xuân 2024 này. Tiếp theo thì mỗi năm có thể chia sẻ về con. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thấy qua cái ý nghĩa của Tấn Dũng cũng rất là cao thượng, mà cũng là một cái việc làm là có lợi ích cho bà con khó khăn nhiều. Thì đây là một cái lòng từ bi bác ái và có một cái tâm hướng thiện để giúp đời. Thì thấy vậy tôi cũng đồng hành với Tấn Dũng, cũng xin là bà con nếu ai có hữu duyên mà về đây tu tập là trước mắt là cũng tạo trước lần cái phước đức rồi cùng với Tấn Dũng để mua nền đất để giúp đỡ cho Tấn Dũng, giúp đỡ cho người nghèo. Và sau đó thì quý vị cũng có một cái chỗ nơi tịnh tu an dưỡng, ở đây là cũng mất rất là mát mẻ mà cũng yên tĩnh lắm. Nếu bà con nào thấy được cái cảnh này mà nếu đã về tu thì rất là hay. Thật sự đây nói bằng cái chân tình và tấm lòng sự thật, chứ không phải là nói để cho động viên quý vị mà nói những lời không đúng để cho quý vị về đây để mua đâu, không có. Quý vị còn về, quý vị còn xem để quý vị thấy nữa. Nhưng mà nếu không có đưa lên những cái cảnh như vậy thì có khi quý vị không hiểu được, cho nên phải quay đưa lên để cho quý vị cảm được cái cảnh ở nơi đây. Nếu đủ nhân duyên lành thì cũng xin mời quý vị trở về đây đặng xem miếng đất này coi nó có được là đủ duyên, thì quý vị cũng san sẻ giùm cho Tấn Dũng để Tấn Dũng làm trọn được cái lời nguyện ước của mình với bà con, với bá tánh ở nơi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì Tấn Dũng sẽ để số điện thoại của mình trên màn hình. Nếu như bà con nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo, Viber của Tấn Dũng. Thì Tấn Dũng sẽ chụp hình gửi cái sổ qua, chứ mình không có quay vô cái sổ được. Tại vì lúc trước cũng có quay hết lần để mà tính bán ủng hộ kinh phí Bà Hà Núi 100 triệu. Nhưng mà quay vô rõ ràng quá, tên tuổi với diện tích rõ ràng quá, thành ra bên YouTube họ gửi video đó. Rồi đồng thời họ đánh lên một gậy nữa, thành ra là cũng không dám quay. Thì bà con nào có nhu cầu thì Tiến Dũng sẽ chụp hình và sẽ gửi qua cho bà con mình chi tiết hơn. Cảm ơn tất cả các bà con đã theo dõi video và cũng như đồng hành hỗ trợ phát quà Tết cho bà con mùa xuân năm nay. Hiện giờ thì cũng báo cáo cho bà con mình biết là Tiến Dũng nhận được tình tài của bà con mình ủng hộ thì được cũng khoảng là 250 triệu rồi. Thì nó cũng tương đương là khoảng mười mấy tấn gạo. Cái đó là mình tính dự trù là bà nếu mà con bán không được thì mình dùng số tiền để mình mua gạo. Còn nếu như con bán được thì con sẽ mua gạo và dùng số tiền của bà con để mua nhu yếu phẩm, mua mì, gọi là nước tương, bột ngọt, bà dầu ăn, bánh, mứt, quà đó, để tặng kèm vô với cái phần gạo của Tấn Dũng. Còn nếu như Tấn Dũng chưa bán được trong cái mùa Tết này thì mình mới dùng số tiền đó để mua gạo. Và cũng mong bà con tiếp tục đồng hành cùng với Tấn Dũng và cô Năm và Thanh Hòa để mà mua thêm những cái phần nhu yếu phẩm để cho nó đủ số lượng, đó là 1.500 phần quà để phát cho là ba nơi. Thứ nhất, bốn nơi chứ. Thứ nhất là huyện Tịnh Biên, cũng tầm khoảng là 5 xã của vùng sâu vùng xa. Rồi huyện Chi Tôn cũng là 5 xã. Rồi huyện An Phú thì có là xã Vĩnh Hội Đông và xã Đa Phước đó. Rồi cái huyện Châu Thành của cô Năm là Vĩnh Nhuận. Rồi Vĩnh gì nữa? Vĩnh Nhuận với lại Vĩnh Thành hả? Vĩnh Thành là của huyện Châu Thành. Rồi ở đâu nữa?
với mình ở An Đông ở An Đông An Đông nữa là dùng biên giới đó, dùng biên giới nữa đó, thì Tiến Dũng thấy là nó tương đương, nếu mà yếu yếu thì cũng phải 1.500 thì mới đủ phát được là ba nơi đó, tính sơ hay là 2.500 rồi đó, cái đó là yếu đó nghe. An Đông hả? Dạ An Đông. Còn nếu mà bán mà được thì đắt nữa thì cộng vô nữa thì quá tuyệt vời, được khoảng là 3.000 hàng quà thì thoải mái, nó nhiều hơn, thoải mái hơn. Hôm gài bà con là những nơi mà mình phát trước đây đó, về là địa phương người ta cũng hú quá trời, gọi điện thoại rồi cái con cũng nhắc chưa dám hứa chắc, tại vì bây giờ mình đang trong vòng là kêu bán mà chưa được, thành ra cũng dám chưa hứa hết, mình chỉ hứa một số địa phương ở vùng sâu vùng xa trước. Và cảm ơn cô Năm đã chia sẻ. Vâng, chào đây Dũng và cô Năm xin ái mến chào, chúc mọi người luôn luôn được sức khỏe và gặp nhiều may mắn, bước sang thềm năm mới dạng sự phát tài, làm ăn công việc hanh thông thuận lợi. Xin lễ phép kính chào.